Thấy không, thấy câu này không? Hay là bánh lăng bên kia, bánh lăng bên kia. Đó, chỗ cô Hiếu đó. Kìa. Yeah. Hai phiếu. Hả? Hồi nãy là con ném mà lấy cô giao quà con nó còn không nhận đó chứ không? Con vịt đó mà nó cúi đầu xuống là nó cái bọng nó vào rồi. kìa cố kìa. Dạ khoan, ăn xong cái này cái. Trường Bình Phú hả cô? Nào Trường Bình Phú hả? À Phù Đổng hả? À Phù Đổng. À. Dạ chút xíu.